Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận chủ trương triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua hệ thống bưu điện. Theo đó, bưu điện chấp nhận yêu cầu của người dân về việc đóng phạt vi phạm giao thông đối với các trường hợp vi phạm bị tạm giữ giấy tờ. Sau khi chấp nhận yêu cầu, mọi khâu còn lại, nhận quyết định xử phạt, nộp lại biên lai thu tiền phạt, nhận lại giấy tờ xe đều do bưu điện lo. Người dân chỉ việc ngồi ở nhà ký nhận các giấy tờ đã bị tạm giữ trước đó, thay vì bản thân phải mất thời gian để thực hiện tất cả các khâu vừa nêu. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các cơ quan chức năng cho ý kiến liên quan đến đề xuất triển khai dịch vụ này, tương tự như dịch vụ phát trả kết quả hồ sơ hành chính đến tận nhà dân.